Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đầu tháng 1 năm 2024. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân giáp thình và lễ hội với bà chú xứ núi Sam năm 2024. Theo kế hoạch, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân giáp thình từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Với các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, kính giếng, tri ân các gia đình, bà mẹ, Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, liệt sĩ, thương binh, cán bộ hưu trí, vui xuân đón Tết. Lễ hội với bà chú xứ núi Sam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến ngày 3 tháng 6 năm 2024 được tổ chức với các nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng quy động tối đa sự tham gia của cộng đồng. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hội thi, hội diễn trò chơi dân gian, phục vụ mừng đảng mừng xuân và lễ hội đa dạng và phong phú, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trên tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, đặc biệt là thu hút sự tham gia của cộng đồng và du khách tại hội nghị cũng đã thông qua tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố xin chủ trương ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện văn hóa lịch sử và lễ hội trên địa bàn thành phố châu đốc năm 2024. Theo đó, thành phố châu đốc sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội cấp thành phố và cấp phường xã với các hoạt động như tổ chức bắn pháo hoa chào xuân giáp thình năm 2024 và chương trình văn nghệ đặc biệt đón giao thừa Tết Nguyên Đán cổ truyền vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 30 tháng 12 âm lịch tại công viên 30 tháng 4. Phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền lần 2 năm 2024. Tổ chức lễ hội dưới bà Chú xứ Núi Sam năm 2024, kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia 2014-2024. Các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A và phường Châu Phú B và các lễ hội truyền thống của địa phương.